Thầy sẽ tóm tắt lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Một là phần định nghĩa. Như các em đã biết, định nghĩa của tam giác. Vậy tứ giác cũng định nghĩa tương tự. Tứ giác ABCD là hình gì? Gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD và DA. Thầy vẽ minh họa. A, B, C, D. Các em nhìn nhé, gồm 4 đoạn thẳng A, B, B, C, C, D và D, A. Cũng có thể như thế này. A, B, C, D. Đây cũng là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD và DA. Nó cũng là tứ giác. Vậy hình này thì sao?